Chiều ngày 26 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, trong 10 người vừa bị lực lượng chức năng phát hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, có 3 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 7 người còn lại có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 và hiện đang được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Tân Hưng. Trước đó, gần 22 giờ tối ngày 24 tháng 7, khi tổ tuần tra đồn biên phòng Sông Trăng cùng lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy tuần tra khu vực cột mốc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B thì phát hiện bắt giữ 10 người có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Những người này khai nhận quê ở Thanh Hóa và Hà Tĩnh, do dịch bệnh tại Campuchia bùng phát, không có việc làm ổn định nên thuê ô tô từ Phnom Penh, Campuchia về Việt Nam. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.